sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022 tại đền thờ Triệu Việt Vương ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Dự lễ khởi động Tháng Thanh niên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, Tháng Thanh niên năm nay tập trung vào các nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện, linh hoạt các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, chú trọng thực hiện các công trình phần việc ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại thân thế sự nghiệp và công lao của Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục với sự nghiệp đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, tham gia trồng cây trong khuôn viên di tích và trao tặng công trình thanh niên cấp tỉnh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 cho đoàn xã Dạ Trạch gồm 12 cây xanh và 10 ghế đá trong khuôn viên di tích đền thờ Triệu Việt Vương, tổng trị giá 35 triệu đồng.